mò gì đi mà nó không ăn thì cho nó bỏ nguyên cái lẩu đi chết mò rồi khói nghi ngút mù mù mù. Cô nói ăn đi bếp dạ. Cô giáo mà múc cho mấy đứa mò gì đi mà nó không ăn thì cho nó bỏ nguyên cái lẩu đi chết mò rồi khói nghi ngút mù mù mù. Cô nói ăn đi bếp dạ.